mình đi bán tàu hũ bánh lọt á, thì anh ở nhà ngồi xay tay, con biết mà, xay cái cối, con ơi, cô bán chợ rồi, một nồi đâu có đủ. Năm đứa con chưa đi bán về, thấy anh dựa vô anh ngủ thì nó đứt ruột. Thành ra bà đi bán cũng mệt lắm, rồi anh ở nhà nốt con, rồi lớp giặt đồ, rồi mà anh thương bà cũng quý anh lắm. Bà đi về bán không có ỷ có màng được tiền mà la lối, hỏi có cơm chưa thì không có, bà nhào vô nấu. Hay là những ngày bà ở nhà rồi anh đi ruộng vô, anh nói có cơm chưa, nói chưa nơi nãy giờ tính làm rồi, bắt lên cái đứa này khóc đứa kia la, thì anh nhào vô anh có gầy mình. Nhưng cô, trong cái hành trình 50 năm cô chú ở với nhau như vậy, có khi nào mình giận hờn, mình gây gỗ để mình phải có chia tay không? Mình nói với anh gì nè, cực khổ cỡ nào cũng được, mình đã cuộc đời mình vậy mà không được đám cưới lấy anh là mình đau khổ lắm. Bà có cái nỗi khổ của bà cũng buồn, bà nói ba ơi tôi không ở nữa đâu, tôi thôi. Bà nói cho nghe, thôi có con rồi con ở gì được không, không con lấy chồng phải mang con ghẻ cha ghẻ rồi thằng ông có vợ khác được rồi đó. Con chia rẽ hết, nghe ba nói mẹ chồng em chồng chị chồng không thương, đừng chấp, Ngọc nó thương là sống được rồi, đừng sợ gì hết. Ba bà cứ nói vậy. Cho con xin được nói cái này nè, con thấy trong câu chuyện của cô chú, mình có những khó khăn, mình có giận hờn, nhưng mình vượt qua. Nhưng quan trọng là gì? Mình nghĩ cho người kia, giống như bản thân cô giận, nhưng mà cô nghĩ à, tại sao người kia lại làm như vậy? Bởi vì cái chữ hiếu, và mình đặt cái chữ hiếu nó lên trên cao hơn, thì cho nên là anh mình có hiếu quá, cô bỏ hết. Một cái thứ hai nữa, lúc còn nhỏ mà cô đi tảo tầm mua bán tặng nuôi con, thì ở nhà có một người ở đó thương anh mà vô mùng anh, mà anh không thương thương cô đó, cho nên vì vậy mà cô bỏ qua hết tất cả. Con muốn hỏi câu chuyện đó đó chú, lúc mà cô đi vậy thì ở nhà mình á, là chú cũng có một người phụ nữ nào để ý chú không? Có. Rồi cái cô đó làm như thế nào hả chú? Mướn coi em coi con đó. Cô giống như là người giúp việc ở trong người nhà mình giúp việc đó. Cô thích chú. Đúng rồi. Rồi cô như thế nào hả chú? Cô chung vô mùng ban đêm nằm ngủ với tôi đó. Dạ. Thì tôi không có chịu. Tại anh quên á, anh kể mình là anh câu cổ rồi anh tưởng mẹ mày ngủ, nhưng mà là anh nhớ mẹ mày không có ở nhà, anh mới ngồi dậy đi ra kêu. Anh hay ghi với bác Châu Kiệm qua phân chứng. Rồi sớm gì người ta hay hết rồi. Cô lúc đó cô cũng khờ nữa, vậy cô nghe kể cô khóc, cô nói không chịu người ta thôi, mặn gì la làng sớm nghe hết trơn vậy. Cái anh mới nói cái uy tín của mình, nếu có bầu nói anh chứ người ta đâu có nghĩ ai, bị gì mẹ mà đi 1 tháng 29 ngày rồi. Rồi cô xét lại, cô thương anh lắm.